Tần số tình yêu được phát sóng vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty truyền thông Bi thực hiện. Đến với Tần số tình yêu, lúc nào cũng có gia đình nội ngoại hai bên ủng hộ nhiệt tình, vậy mà chưa gả được Vinh, Chị đang tính gả em luôn hả chị? Gả chứ, trong chương trình này có một mình em là chưa có rung động với Tần số nào. Dạ. Vậy suốt cái mùa mà em đi với chương trình Tần số tình yêu, em cảm giác làm sao? Thấy mấy cặp kết được với nhau em cũng chạnh lòng lắm chị. Ui sao họ hạnh phúc quá. Bao giờ mới tới lượt mình. Tại vì Vinh không chịu lấy vợ thôi, nhưng mà còn kinh nghiệm của em nghiêng về cái phần gì để tư vấn cho các bạn hơn? Em nghiêng về cái phần tính tình, tính xấu tính tốt không quan trọng, nhưng mà em nhắm hai người đó có vẻ hợp nhau, chứ còn mà sai khớp là chật lắm đó. Cho nên bây giờ là em lo về cái phần tánh tình của hai bạn hợp sao cho đầy đủ tròn trịa ha. Mời hai bạn Thi và bạn Thư. Xin mời. Xinh sáng y như nhau. Và bạn nào Thi, bạn nào Thư? Dạ, em tên là Anh Thư. Anh Thư. Em 19 tuổi. Trời ơi, mới có 19 tuổi à? Dạ, em đang là sinh viên và hiện tại em cũng có làm mẫu ảnh và có làm diễn viên tự do nữa. 17 tuổi, bên cạnh nét bút đánh dấu để theo học khối ngành kinh tế, thì nguyện vọng của tớ chính là hy vọng trong nguyện vọng của cậu cũng có tớ. Nhưng rồi, cậu lại khoanh tròn dòng chữ trái ngược, ấy là một mình rẽ hướng. Tớ của 2 năm sau khe khẽ mở cửa lòng mình, chỉ không biết là phía trước mặt kia có ai cũng đang thổn thức vì nhịp đập tần số này hay không. Còn ở bên kia, dạ em là An Huy, em năm nay 22, em đang là sinh viên trường gì, ngành gì? Em trường Đại học Văn Hiến, ngành ngôn ngữ Anh. Công việc mà em kiếm thêm thu nhập đó là em cũng làm mẫu ảnh. Người không nói thì không hỏi. Vào một chiều nhiều gió, người đi mang theo một nụ cười buồn và để lại một câu: ngủ thật sớm, yêu bản thân, sống đơn giản và cười thật nhiều nha cô bé. Thì vẫn ngày từng ngày sống tích cực như vậy, bình an chấp nhận và sẵn sàng đón nhận một màu cảm xúc mới. Cảm xúc thì đang tìm kiếm này sẽ đến từ ai trong 4 anh chàng đang ngồi sau bức màn bí ẩn kia? Cái mong muốn của hai bạn khi đến đây muốn tìm một người bạn trai tính tình như thế nào? Tính tình thì là năng động, vui vẻ với lại là biết quan tâm người khác. Còn Thư? Em thì cũng là tìm bạn trai. Thì về ngoại hình thì em chỉ cần là tầm chắc 1m75 đến 1m78 gì đó. Em cao 1m mấy? Dạ em 1m68 ạ. 1m68 cái 1m75, 1m8 là bình thường. Cỡ anh Vinh? Anh Vinh là 1m82 vậy, cỡ đó. Em 80 à? Dạ. Bây giờ chị vô trong chị coi ai mà dưới 1m8 thì cho về cho rồi. Thì chị gác qua bên anh Vinh luôn cho lẹ. Gác qua bên anh Vinh luôn chứ giờ rồi, kể như là 2 bé bước ra xinh quá không còn cách nào đó. Hỏi là mai cũng có người rung động. Hai em chị nghe nói có tài giặt ca hát nhảy múa gì đó, giờ hát cho chị tặng câu cho chị vui vẻ. Chị lên thưa thần chị làm mai coi. Em hát cái bài này cũng như là giới thiệu về cái miền quê của em. Rồi. Rồi. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Ngại chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Xuôi mái chèo sông ông đông, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau. Xuồng ghé ngày đêm không ngớ, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Người Cà Mau dễ thương vô cùng luôn. Đúng như vậy, bé đậm đà ha. Rồi mời hai em về chung với anh chị. Được mang tên là Đi Tìm Tần Số và chúng tôi xin mời gặp gỡ 4 chàng trai. Xin mời. Rồi. Mời bạn số 1 giới thiệu. Xin chào tất cả mọi người, mình là Quang Hảo, 24 tuổi, mình là thầy giáo dạy bơi. Ngoài ra mình còn biểu diễn ảo thuật để kiếm thêm thu nhập. Thầy dạy thiếu nhi thế này dạy người lớn? Dạ cả thiếu nhi và người lớn. Cỡ 19 dạy được không thầy? Dạ dư sức chị. Dư sức. Thầy cao 1m mấy? Dạ 1m75. Mét 75. Em chỉ cần là 1m75. 75. Và anh sẽ là người đàn ông của đời. Ở
được. Thầy vậy. Rồi mời bạn số 2. Xin chào tất cả mọi người, mình là Tài Lộc. Mình năm nay 24 tuổi và đang là kỹ sư xây dựng. Trong cuộc sống thì mình là một người đam mê du lịch, yêu cái đẹp và nghệ thuật. Còn trong tình yêu thì mình nghĩ là vốn dĩ thì không ai sinh ra mà đã hợp nhau hoàn toàn cả. Chúng ta phải cùng nhau vì nhau mà hạnh phúc. Và hôm nay đến với chương trình Tần Số Tình Yêu, mình mong kiếm được một cô gái phù hợp. Bạn kỹ sư xây dựng ơi, theo nghề bao lâu rồi? Dạ, em theo nghề gần được 2 năm rồi chị. Em cao 1m mấy? Em cao có 1m7 rồi chị ơi. Bé Thi chắc được. Dạ, em như cũng được, cao hơn em tí cũng được. Bé Thi cao 1m mấy? Em 1m65. Rồi, 1m7 là em. Có 1m64 không mấy em ơi? Không sao. 1m64 thôi, về đi với chi nữa. Mời bạn số 3. Dạ, em tên Vũ Chính Trung, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại công việc của em đang là sale bất động sản. Sở thích của em thì là ca hát, đàn, võ thuật và em thích đi du lịch. Thì em đến với chương trình này cũng mong tìm kiếm được nửa của mình. Hai bạn nữ xin ơi, anh cũng muốn nói với em là người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em. Và lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất. Chọn anh nha, chọn anh nha. Chọn anh nha. Trời, giọng hay quá ta, ấm áp quá ta. Chắc cùng công ty với lại bạn số 2 hả chị? Ông say, ông bán nè. Ông này say, ông kia bán. Cái ông này là sáng mình ngủ dậy mình hay được gọi cả ngàn cuộc điện thoại đó. Là chị ơi, đang mở bán gì gì là có em chổng đó phải không em? Dạ, em làm bên nhà phố, chị không có làm bên đất nền cho nên là không có gọi. À, bên nhà phố. Em chủ yếu là tập trung ở phố nào? Dạ, em làm ở quận Bình Thạnh nè. Bữa nào kiếm cho anh Vinh căng lấy vợ nha em. Dạ, nhất định. Rồi mời bạn số 4. Dạ, em xin chào chị Việt Hương và anh Trương Thế Vinh cũng như là chào tất cả các bạn. Em tên là Nguyễn Duy Hưng, năm nay em 24 tuổi. Công việc hiện tại của em là nhân viên kinh doanh. Đặc biệt em bật mí cho tất cả các bạn biết là em nấu ăn khá là tốt và được đánh giá là rất là ngon. Nên nếu trong chương trình ngày hôm nay có bạn nữ nào mà thích nấu ăn, muốn ăn ngon, muốn bồi bổ mỗi ngày thì em là một lựa chọn rất là hoàn hảo. Chọn mình nhé. Em ơi, em kinh doanh là có thể cụ thể cái ngành nghề được không? Dạ, em kinh doanh quần áo vậy em. Áo quần thời trang ha? Dạ đúng rồi. Nay là no ấm luôn. Bên xây dựng, bên đây buôn bán nhà. Đẩy tới cái lo cho quần áo luôn. Dư giả cái qua bơi. Chẳng lẽ giờ gom 4 con này vô một. Thư ấn tượng với ai? Em ấn tượng với lại anh số 3. Tại vì em thích cái giọng. Thích cái giọng anh số 3. Tại vì anh hát nữa đúng không? Em thì hiện tại thì em ấn tượng anh số 3 và anh số 4. Mới có là giọng nói thôi. Bạn số 1 chắc tại vì mình bị gọi đầu tiên, với số 2 bị gọi thứ nhì cho nên hơi khớp. Không có như bạn số 3, số 4 ca hát thả tim dữ lắm em. Đâu số 1, số 2 thả tim chị coi coi. Đó, thả đồ vô nha. Thôi bây giờ coi bố cái ốp điện thoại đi. Bố cái ốp điện thoại. Mời bố cái ốp điện thoại. Bạn đầu tiên là không sử dụng ốp lưng. Bạn thứ hai thì màu đỏ. Tính tình chắc cũng vui tươi hả? Màu đỏ thì kiểu như là may mắn với lại kiểu chiến thắng. Bạn số 3 thì xài cái ốp lưng màu đen, rất là cá tính. Bạn thứ tư là hình như có ốp lưng trong hay là không có ốp lưng thì phải? Dạ không, ốp lưng có hình đó chị. Hình gì vậy em? Dạ, cái đó là lúc em mua điện thoại, em muốn chọn ốp lưng nhưng mà ở shop họ không bán. Cái này ốp lưng được tặng cho nên em ốp vô luôn. Ai tặng mà màu hồng dữ vậy? Shop tặng đó chị. À, shop cho luôn. Dạ. Vậy là nếu ngày hôm nay em được chọn thì chị nghĩ là một là bé Thư, hai là bé Thi sẽ tặng cho em một cái ốp lưng khác để dạ. Làm kỷ niệm. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Bạn hồ bơi, bạn không sợ nó ngập nước hay sao mà không xài ốp lưng chống nước gì vậy? Dạ không, do là em không thích sự màu mè, em chỉ thích sự đơn giản vậy thôi ạ. Ý em nói ba bạn còn lại màu mè đúng không? Cái đó là do tánh á, bản thân Hương cũng được rất nhiều người tặng ốp lưng. Nhưng mà do cái tánh của Hương là không thích ốp lưng. Em cũng vậy. Trầy trụa luôn, tôi ý tôi nói vậy để có ai tặng ốp lưng tôi không? Ai tặng ốp lưng tôi không? Hương cũng được rất nhiều người tặng ốp lưng. Ai tặng ốp lưng tôi không để tôi đeo lên tử. Hai bạn ấn tượng với ốp lưng nào? Vẫn là anh số 3. Rồi Thi. Em thì anh số 3, tại vì ốp lưng của em cũng là màu đen và em cũng yêu thích màu đen. Rồi bây giờ cho chị xem bốn cái màn hình khóa nè. Có người số 3 kia, bạn định bán căn nhà đó ư? Không phải chị, tại vì có cái mơ ước là sau này mình có cái căn nhà như vậy á. Căn nhà như vậy mà nó nằm ở đâu? Căn nhà này mà nằm quận nhất là lâu lắm. Cái căn này nó nằm ở tỉnh chị. Ở tỉnh nào đó? Dạ ở Long An chị. Quê em ở Long An hả? Dạ không chị, tại vì em cũng có bán đất ở Long An.
À chụp rồi. Thôi hai em muốn nhà ở đâu? Em nói này thử cái quận nhất coi tuột ghế không. Thư thì yêu thích con trai miền Tây, nhà ở miền Tây là được, với lại ở đâu mà yên bình là được, chứ em không có thích những nơi mà kiểu nó quá như kiểu gọi là sầm uất. Với lại giờ được được vậy là không thích quận nhất, quận 3, quận 5 đỡ rồi em ơi. Dạ. Bé Thi sao bé Thi? Em thì chắc là quận 7. Hả căn này đặt quận 7 cũng ngon à. Bạn số 2 chắc để hình mẹ rồi. Dạ đúng rồi, thì đối với em thì mẹ là một người phụ nữ quan trọng nhất. Tấm hình này thì được chụp sau khi em mới mổ từ bệnh viện ra, mẹ hai đêm không ngủ. Em bị mổ gì? Em mổ ruột thừa chị. Hôm qua chương trình thì cũng muốn cảm ơn mẹ vì đã nuôi dưỡng con suốt trong suốt những năm tháng vừa qua. Mẹ là xây dựng luôn cho cuộc đời của mình luôn đúng không? Em thường tâm sự với mẹ nhất, thì không biết hai cô gái thường tâm sự với ai ạ? Thì thường hay tâm sự với mẹ. Thư thì Thư không có thói quen tâm sự với người khác, cho dù là ba mẹ cũng vậy, tại vì em luôn luôn sợ ba mẹ em cảm có cảm giác lo lắng cho mình. Vậy em có muốn tâm sự với anh không? Em có muốn tâm sự với anh không? Bạn số 2 sẽ tập cho em tâm sự bằng cách là bạn ấy sẽ tâm sự với em. Biết đâu em lại muốn chia sẻ lại thì sao, đúng không? Cũng có thể. Kinh nghiệm chị luôn. Dạ. Có thể cái câu chuyện đó mình không nói được với người bạn đời. Mình không có trách người ta, nhưng mà mình không biết nói như thế nào. Cô bé này thú vị lắm đó. Chị lại hỏi hai tụi em nữa, em có thích đi xe mô tô không? Thư thì Thư thích lái xe mô tô chứ không thích ngồi sau. Mình sẽ ngồi sau cho bạn lái ha. Chạy theo cho nó ngầu. Chân bơi lội mà. Hỏi Thi nè. Dạ. Em ấn tượng với màn hình khóa nào? Dạ màn hình của bạn số 2. Em cảm nhận như thế nào? Dạ thì em nhìn thấy mẹ của bạn số 2, nhìn gương mặt của cô rất là phúc hậu. Mẹ em cũng vậy. Mẹ mà hiền thì con trai cũng hiền đúng không? Đúng rồi. Còn Thư? Em thì em không ấn tượng với màn hình nào hết. Không ấn tượng với màn hình nào hết. Như thường em mà để là em sẽ để theo kiểu ngôn tình. À, một chút nữa chị sẽ khám phá điện thoại của em nha, coi coi để ngôn tình sao. Trong bốn cái màn hình thì bé Thi với bé Thư thích coi cái màn hình nào trước, chị sẽ mời mở bên trong. Dạ em muốn khám phá điện thoại của bạn số 4. Số 4 à, cái anh đen thui này ha. Không có đen thui, người ta chụp bầu trời lúc 4 giờ sáng. Chỉ có hai màn hình thôi. Hai màn hình. Dạ. Không có thấy chơi game gì hết. Không biết là trong hai bạn nữ gu âm nhạc của các bạn như thế nào. Thư thì không có yêu thích thể loại nhạc nào hết ấy. Mình cứ thấy bài nào hay là mình nghe thôi. Vậy kêu bạn đó mở cái album nhạc coi có đồng điệu không? Dạ. Cô Khánh Ly hả? Dạ không, nhạc không lời ạ. Cái list yêu thích của bạn đâu? Dạ. Bạn nhạc không lời thôi. Anh chàng này làm như mê nhạc Trịnh ha. Dạ, em thì em thường nghe nhạc Trịnh và có thể nói là nhạc Trịnh thì nuôi lớn con người em luôn rồi. Wow. Dạ. Em nghe em cảm thấy như thế nào? Dạ, cái lời trong nhạc Trịnh nó sâu sắc tới mức mà khi mình nghe mình có thể hình dung một cái gì đó. Anh thì anh nghĩ là cái nhạc của bác hay ở cái chỗ là ở mỗi cái độ tuổi chúng ta sẽ hiểu một cái khác nhau. Bạn này khá là sâu sắc. Dạ, em thấy bạn số 4 là hợp gu của em. À. Dạ, tại vì em người miền Tây thì em thích cái nhạc dân ca bolero. Với lại nhạc của bác Trịnh thì em thích bài Diễm Xưa với Còn Tuổi Nào Cho Em. Khá là đúng gu luôn. Hai bài mà mình thường xuyên hát nhất, mình cứ rảnh rỗi ra thì mình rêu rao giai điệu của những bài đó. Cảm ơn bạn vì đã cùng gu với mình. Ở dưới là cũng là nhạc Trịnh nha. Nhưng dạ, cánh vạt bay hạ trắng luôn. Dạ, toàn một album này là tất cả đều là nhạc Trịnh. Em có nghe cái nhạc nào khác ngoài nhạc Trịnh không em? Thỉnh thoảng để thay đổi cảm xúc của mình cho nó tích cực hơn. Ví dụ mình tìm một niềm cảm hứng nào mới trong cuộc sống thì em sẽ nghe nhạc Âu Mỹ. Những bài thể loại nó sôi động hơn một tí để cho cảm giác con người mình nó tươi tắn hơn, chứ nó không có bị một màu, nó cứ buồn buồn hoặc là ủ rũ hoài đó anh. Vậy hả? Hai bạn nữ mình có thích đi du lịch ở đâu không nha? Chắc chưa tìm được cái điểm mà mình ấn tượng, nhưng mà kiểu em vẫn thích biển, bạn thích đi du lịch đó, thì không biết là bạn có thích đi Đà Lạt không nhỉ? Đà Lạt là tủ luôn nha, mình là hướng dẫn viên du lịch Đà Lạt luôn nha. Bây giờ em thử hướng dẫn cho anh nè, anh chưa biết Đà Lạt có chỗ nào thú vị. Anh thì không thích thành phố trung tâm, anh muốn có một cái nơi nào đó nó thật là buồn. Tại vì anh tới Đà Lạt là anh muốn cái cảm giác buồn, thì em hướng dẫn cho anh đi. Dạ thì ở Đà Lạt nó vẫn có những khu rất là tách biệt với lại trung tâm thành phố. Ví dụ? Đó là một cái quán cà phê nằm trên một ngọn đồi. Chúng ta không được xài điện thoại di động, chúng ta không được nói chuyện ồn ào, chúng ta không được đi quá nhiều người. Và vợ chồng có một cái điều đặc biệt là sẽ có một bà cụ, cụ hát cho chúng ta nghe. Cái giọng nó sẽ làm cho mình cảm thấy nó quá là sâu sắc. Cái quán cà phê nằm ở đâu? Ngay trung tâm không, hay là... Đừng nói, đừng. Em muốn đi. Đi chi? Cái này em chỉ dẫn một trong hai bạn đúng nữ rồi, đi thôi. Đúng rồi. Em muốn dẫn hai bạn nữ đúng không? Đúng anh sẽ, rồi. Anh sẽ nói
ra đó, anh không nói vô đâu. Không, chị nói vô cho em. Dạ. Số 4 ơi, nhà bạn có bao nhiêu anh em? Dạ, em là con 1. Con trai 1 và gia đình có áp lực dâu phải làm sao không em? À, dạ không, có vấn đề về chuyện người con gái của em thì ba mẹ để, ngay cả công việc của em thì bây giờ ba mẹ em cũng để cho em tự quyết định, em tự lựa chọn con đường của mình, miễn là em ý thức được nó là tốt. Ngon lành. Mời bạn số 2 cho chị xem màn hình nè, màu xanh đẹp quá. Ghi chú em có ghi gì không? Gym nè, bạn này quan tâm tới sức khỏe nè. Ủa em giỏi toán lắm hả? Không, cái này là có em gái em thi học đại học nên là em mua sách. À, là bạn này có em gái, trên cùng là cái gì vậy? Gần đây thì em có làm thêm và buổi tối làm cho trợ lý cho một bác sĩ người Hàn Quốc. Đây là list lại những cái, tại vì mình chưa có học rõ về tiếng Anh nên là mình list lại để mình biết. Chà, em có vẻ là ham học hỏi rồi ham làm việc ha. Hình ảnh đi. Lý do có hình gái quá trời dưới. Dạ, cái này là lần gần nhất mà em ở quê thì là tổ chức sinh nhật á, đây là anh em họ hàng trong nhà. À. À, đó là anh em họ hàng trong nhà. Gia đình em mấy người nhỉ? Dạ, có một chị gái thôi. Cái cô áo đen là ai? Không biết là mấy bạn nữ có thường tổ chức sinh nhật cho người thân không? Anh quan tâm tới em họ của em chút mà em không trả lời anh buồn quá. Dạ, đó là vừa nãy em nói là em gái em thi đại học đó, anh em mua sách cho bé mới thi đại học. Là bé áo đen á hả? Áo đen dạ. Thi đại học. Đúng rồi, áo đen. Anh có nhu cầu mua sách không anh Vinh? Em đang bán sách chị. Hỏi hai em kìa, Thi trả lời. Thi muốn tổ chức nhưng mà do là cái điều kiện là ở xa quá cho nên là không có dành thời gian được tổ chức cho người thân. Em Thư thì sao? Thư thì do em cũng là ở xa ba mẹ nên chỉ nói chung là sinh nhật thì mình cũng chỉ gọi điện được thôi chứ cũng không thể nào mà tổ chức được. Em cái mâm gì mà linh đình quá. Cái gì vậy? Bánh hỏi, thịt heo quay. Dạ, bánh tráng cuốn, thịt heo. Lướt qua cái nữa nè. Ý, cái gì nữa vậy? Giờ này mà đưa mấy cái này ra thiệt. Thoát luôn đi em. Cái ghẹo em á, em cứ việc đưa hình ảnh ra nha. Đây là mẹ em à. Dễ thương quá à. Mẹ khó tính không em? Nói chung mẹ rất là thương em. Kiểu như em là idol của mẹ vậy đó. Nếu như mà người mẹ thương con quá thì có khả năng là có nhiều người là họ ganh tị với con dâu đó nha. Em thấy hợp thì chắc là mẹ sẽ hợp. Có bao giờ em hỏi mẹ là mẹ muốn một cô con dâu như thế nào không? Khoảng gần 2 năm nay thì em không có quen ai hết. Thì mẹ cũng có hỏi là tại sao lại không quen ai. Em kêu là để em lo sự nghiệp cái đã, sẽ kiếm được một con dâu phù hợp. Bây giờ em nói với mẹ thôi, để em tham gia chương trình này, xong rồi kiếm một cô đem về ha. Dạ. Rồi mời màn hình bảng số 1 đi. Cũng là chiếc xe, trên đó có cái app vé xe rẻ. Bộ em hay đi đâu lắm hả? Dạ, do là công việc đi diễn nên em hay đi tỉnh nên em tải cái này về do dễ bố xe này nọ. Cho mình hỏi là ở Việt Nam thì hai bạn nữ thích đi đâu nhất hả? Thi thích đi Đà Lạt. Thi thích đi Đà Lạt. Thư thích đi Đà Nẵng. Không, em thích biển. Em thích biển. Biển Đà Nẵng hay biển? Biển nào à? Biển nào đẹp là em thích thôi ạ. Ở biển đẹp là thích. Bạn có hay đi diễn ở những cái vùng có biển không? Dạ có ạ. À. Ừ, nào đi rồi dẫn người yêu đi chung được không? Dạ cái đó là chắc chắn rồi. Rồi bạn có hay đi du lịch bằng xe máy không? Em cũng ít nhưng mà em cũng thích cảm giác đi du lịch bằng xe máy. Quãng đường mà anh đi dài nhất thì là bao nhiêu? Quãng đường đi dài nhất là chỉ có 300 cây à. Cho xem màn hình của bạn số 3 đi à. Đi làm đó ha. Dạ. Cái gì đây? Em chụp cái này là chụp sao? Là chụp con cho đường, khách hàng. Con đường cho khách coi. Dạ. Chụp cái dụ như báo là đường 3m, 6m trên 12m. Dạ đúng rồi, hẻm xe hơi á chị. Hẻm xe hơi dạ. Ví dụ. Anh đang cần một cái nhà, ví dụ nhà hẻm xe hơi đi. Em sẽ nói gì với cái công việc của em? Chiều ngang nhiêu dài nhiêu em? Dạ ngang 3m2, dài 10m, nã hậu 3m8. Giá sao em? À, vì nó là mặt tiền thục cho nên giá rất là rẻ chị. Mà thương lượng chính chủ hay là phải qua? Dạ thương lượng chính chủ à. Dạ, giấy tờ sao em? Sổ hồng riêng, công chứng sang tên liền. Bạn này nói chuyện vẫn rất là chân thành như là bạn nói chuyện bình thường ha. Nhưng mà bán, nếu mà em buôn bán mà nói chuyện chân thành vậy á, nhiều khi nó là cái nét hay, người ta sẽ tin, rất là tin. Cứ giữ mộc mạc như vậy nha em. Dạ dạ, cho anh được hỏi cái quan điểm tình yêu của hai em là như thế nào và cái mẫu người đàn ông lý tưởng của mình là như thế nào? Yêu thì hiểu nhau, biết quan tâm, biết chia sẻ và biết lắng nghe là đã yêu thôi. Dạ được rồi. Còn bản Thư em thì chiều cao á là từ tầm 1m75 đến 1m8. Còn về tính cách thì em cũng muốn một người mà gọi là biết quan tâm, chia sẻ với em. Em đặc biệt chú ý vô vấn đề là hai bên phải tôn trọng nhau. Anh mang giày độn lên 5-7cm nữa để 1m75 thì em có chịu không? Em nói vậy thôi chứ còn trước giờ em cũng chưa được tìm được ai tầm đó hết á. Ví dụ như có cái người mà đạt được cái tính tình mà em thích mà người ta có 1m65 thôi thì em có chịu không? Trong khi cái anh 1m75 đó thì anh lại không giống vậy. Em ưu tiên cái nào? Chắc là 1m65. Em chọn cái tính đúng không? Dạ. Ừ, quan trọng là tính thôi bạn ơi. Dạ, nãy giờ trong đây em cũng chảy mồ hôi nhiều lắm. Nãy giờ tâm sự rồi, coi màn hình rồi, ấn tượng với ai? Suy nghĩ nha. Trong lúc hai đứa em tôi suy nghĩ, mời giải lao trong vòng ít phút.
tần số tình yêu. Và sau giờ phút giải lao thì hai bạn đã có quyết định ấn tượng với ai và giữ lại người đó. Mời Thi. Em có ấn tượng với bạn số 4. Mời giữ đèn của số 4. Mời Thư. Để mà đưa ra một quyết định thì cũng là khó. Nhưng mà trong bốn anh người mà em ấn tượng nhất là anh số 1 ạ. Giữ lại anh số 1. Các bạn nữ ở đây giữ số mấy ạ? Mời giữ lại số 3. Vậy là mời gặp gỡ anh số 2. Chia tay đầy tiếc nuối lần 1, ngại nói lời yêu nên đành lỡ hẹn lần 2. Anh từng tự nhủ rằng sau tất cả, ai rồi cũng có cơ hội trở thành nam chính duy nhất của một cô gái nào đó trong cuộc đời này. Nhưng có vẻ như vì đạo diễn khó tính vẫn tiếp tục muốn thử thách anh rồi đây. Do chưa tìm được nữ chính hay là do anh chưa đủ nhân duyên? Không nhìn thấy giống kỹ sư xây dựng, à, thấy dễ thương nghệ sĩ. Ngưỡng mộ anh là anh có thể tâm sự được với mẹ rất là nhiều. Em cũng có tâm sự với mẹ nhưng mà mỗi lần tâm sự á là mẹ hay la em á, cảm giác cái em hơi buồn. Có thể là hai cái hệ khác nhau nhưng mà tâm sự được như vậy là quá hạnh phúc rồi. Không được giữ lại với hai bạn này nhưng còn rất nhiều vệ tinh xung quanh. Mình có một câu nói là ai thì cuối cùng cũng sẽ hạnh phúc, nên là chúc hai bạn sẽ tìm được hạnh phúc của mình trong chương trình ngày hôm nay. Chúc em thành công trên con đường lựa chọn xây dựng của em nha. Cảm ơn em. Bây giờ sẽ là phần thử thách của chàng. Mời. Và sau khi lựa chọn ngẫu nhiên thì ba chàng trai của chúng tôi gặp ba thử thách như sau. Chàng đầu tiên sẽ là tiết mục ảo thuật, có vẻ là sở trường. Chàng thứ hai sẽ là một phần beatbox. Còn anh chàng thứ ba sẽ là phản ứng lại với tình huống bất ngờ do chị Việt Hương đưa ra. Đầu tiên thì xin mời bạn ở vị trí thứ nhất ạ. Xin mời. Thank you.
Đây cũng là một cái nghề gọi là nghề ông cha của gia đình Việt Hương, đó là nhà ảo thuật Quỳnh Thái Sơn. Khi nói tới ông ngoại của mình thì Việt Hương rất là hãnh diện, cho nên những cái mẹo của em là Việt Hương nhìn ra được hết. Nhưng quan trọng là cái thần thái. Lúc mà em làm á thì chị nghĩ nếu mà không có cái mặt nạ đó thì cái biểu cảm trên gương mặt em sẽ nhiều nữa. Em ấn tượng với bạn gái nào khi bước ra đây? Dạ, em ấn tượng với bạn gái áo trắng. Áo trắng có ấn tượng gì với lại em chị? Dạ, em muốn hỏi anh là thí dụ như bây giờ em muốn học thì anh có dạy cho em được không? Nếu như mà em muốn học quá thì anh luôn sẵn sàng dạy. Thôi giờ mình nhiều tài, được cái đẹp trai nữa, cười có duyên nữa, vô phòng đóng cửa lại liền. Cảm ơn em. Và bây giờ sẽ tới phần thử thách thứ hai, cũng dính dáng tới nghệ thuật nha. Mời bạn ở phòng số 3. Và sau đây là phần trình diễn beatbox của em. Thì em xin được nói lại cho tất cả mọi người ở đây biết beatbox là một bộ môn mô phỏng âm thanh không dùng bất kỳ dụng cụ, nhạc cụ nào hỗ trợ hết. Ví dụ trên tay em đây là drum bass, đây là hi-hat, đây là snare. Khi phối hợp lại nó có một điệu beat là sau đây là xin trình diễn của em. Let's go. Come on. Hey sexy lady, I want you know, when I look at you, I feel so high, high. Hey sexy lady, I want you know, when I look at you, I wanna love you now. Rồi em đến với bộ môn beatbox này lâu chưa? Dạ, tính ra em đến với bộ môn beatbox này cũng được 7 năm. Ngoài cái việc mình đi sale hàng ngày ra rồi mình có theo đuổi đam mê này với những câu lạc bộ hay gì không? Dạ không à, này chỉ là tài lẻ của em thôi. Bỏ luôn rồi đó hai em? Dạ em bỏ lâu lắm rồi. Dạ. Ổn quá vậy ta. Nói chung là tại vì có nhiều cái tiếng bass nó sẽ rất là khó làm, nhưng mà em xuống sát hết thì vẫn nghe rõ, và cái hợp âm em làm rất là dễ kích thích người khác. Có thể là không nhiều, em không tập luyện nhiều nữa, nhưng mà đối với chị là em là một người có năng khiếu về cái này. Cuối tuần hay gì đó mình giao lưu với bạn bè. Dạ. Còn em ấn tượng với anh chàng này về cái gì? Phải anh ơi, anh có biết chơi đàn guitar không? Có em. Trời đất ơi, quá trời tài vật luôn rồi. Không lẽ giờ em thả thính ta? Nếu em nói nếu em nói em xây tiếng đàn thì anh có lại gần bên em không? Em xây đàn hay sẽ là xây anh? Xây đàn hay sẽ là xây anh? Nổi hết chưa gà? Cất tôi liền. Ừ, cất đi, Dương cất bày ra rồi. Thôi đây, rồi, vô đợi chút xíu nha. Vâng, và tiếp theo là phần trình diễn của bạn ở vị trí thứ tư với phần thử thách của chị Việt Hương. Xin mời. Chị
chị biết là em không phải là diễn viên, chị có thể nói những câu không vừa lòng em, nhưng mà để cho em đối đáp lại. Có anh Trương Thế Vinh, ảnh thấy mà chị ngặt nghèo quá thì ảnh sẽ cứu em thì sao? Dạ ha. Rồi, dạ. Hưng hả? Dạ Hưng. Ừ, cháu tới nhà chơi hả cháu? Dạ, con thưa cô, con mới tới ạ. Ừ, cháu ở đâu? Dạ, nhà con ở quận 6. Lý do gì tới nhà bác? Dạ, tại vì hôm nay con có hẹn với em Thi, nhưng mà con bấm chuông nãy giờ thì chưa có thấy em ra. Với lại con gọi cửa thì không có ai, nên con lỡ đẩy cửa con đi vô. Dạ, thì con nhà gặp bác gái đẹp không à, đẹp nhất là bác. Dạ. Cho nên là nhà khóa cửa mà con mở vô được hả? Dạ không, ý là con có bấm chuông rồi, con có gọi. Leo rào hả con? Dạ không, con có leo rào được. Sao, gia đình con ở quận 6 hả? Dạ đúng rồi. Chà, quận nhất qua quận 6 cũng hơi xa. Dạ. Hình như cũng lo cho con cái của bác. Con của bác nó mới có 22 à, nó mới có 19 à. Con nói cho bác biết coi coi cách nào nó an toàn khi quen biết con. Cái vấn đề mà đi xa thì không có sao đâu bác, con lo được. Thì mỗi ngày con vẫn có thể chở em đi học bình thường. Tại vì bây giờ con cũng đi làm rồi, giờ giấc con nó cũng thoải mái chứ không con có... làm gì? Dạ bây giờ con đang là nhân viên kinh doanh đó bác. Nhân viên kinh doanh bởi vậy khéo nói quá trời luôn à. Vậy thôi, có con cũng bình thường như đàn trai khác rồi chứ con đâu. Sao tôi biết được, tôi thấy ngọt ngào quá. Mà rụng được con gái tôi, rụng biết bao nhiêu cô gái khác làm sao mà tôi thấy an toàn. Dạ không có đâu bác, con tới với ai là con chân thành với người đó. Cái chữ an toàn thấy có chút xíu. Ấy mà con gái tôi nó có thêm cái này nữa, nó thích con trai phải cao. Giờ cậu cao mét mấy? Dạ con thì cũng 1m72 rồi bác. Vậy là thiếu rồi, con út nhà tôi nó phải tròi 1m75 chứ 1m8. Chắc là do tiêu chuẩn của em khi mà em chưa gặp được người phù hợp. Nếu mà em gặp được người phù hợp thì cái vấn đề chiều cao hay là ngoại hình nó chỉ là vấn đề phụ thôi. Quan trọng là em có tình cảm với người đó hoặc là người đó yêu thương em thật lòng. Thôi ngọt miệng bác chịu cho ngồi đó. Dạ con chào bác, con tới đón em Thi đi chơi. Trời đất ơi. Ôi dạ, xin lỗi ai ạ? Dạ. Đứng xem hai đứa đứng gần nhau coi. Trời ơi, 1m8 nó khác với 1m72 quá trời hen. Bởi vậy. Ôi xin lỗi, đây là ai vậy bác? Ai vậy ta, con là ai? Dạ, giới thiệu với anh lại là tôi là bạn của Thi. Hôm nay tới rước Thi đi. Có bạn học lớp hả? Anh là người yêu của Thi. Trời ơi, thiệt người yêu cái được liền luôn vậy đó. Dạ, chắc là có sự nhầm lẫn ở đây rồi. Anh không phải là người yêu của Thi đâu bác. Tại sao? Tại sao? Dạ, tại vì Thi chỉ có một người yêu duy nhất là con. Thi nói dạ. Vậy hả? Dạ. Vậy thì giờ cho bác hỏi. Dạ. Khuyết của mình là không cao bằng cái anh kế bên. Vậy cái U là cái gì? Dạ, con có một cái niềm tin rất là lớn vào cuộc sống của mình. Và con khi con yêu ai, con sẽ yêu hết mình. Cái tai bị gì vậy? Con nấu ăn, rồi vô tình con bị đứt tai á bác. Nấu được hả? Dạ được con. Trời ơi, bác thích nấu ăn lắm nha. Tại nhà ba mẹ con bị đẹp quá, không ai vô bếp nấu hết trơn á. Vậy nếu mà bác không ngại thì một bữa nào đó con tới nhà chơi rồi con sẽ bữa nấu. Bữa nào nữa, bữa nay chứ bữa nào. Dạ rồi. Hai, thử thằng nhỏ vậy thôi em. Đây cậu. Ủa cậu. Dạ con thưa nhà cậu. Đẹp cỡ này không xấu, tôi có cho vô bị xấu có chế độ lay. Dạ dạ. Đẹp không đây cậu hai trong nhà đó con. Dạ rồi. Muốn thử tài con thôi. Thôi giờ cho ngồi đó. Dạ rồi, con xin phép cậu với lại bác. Ngồi thôi. Gia đình tôi ai cũng cao quá đó. Giờ cậu đi với con gái tôi, cậu làm cách nào cho cậu thấy cậu cao lên chứ? Dạ, con sẽ cao lên bằng cách là con sẽ nâng cái vị trí của mình ở hiện tại lên. Con sẽ cố gắng làm, cố gắng phấn đấu để mình có một vị trí tốt trong xã hội. Con có đi với cậu cao hơn con tận 10cm thì con, lúc đó con phải ngước nhìn đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Dù không cao nhưng mà người khác phải ngước nhìn. Dạ. Nhỏ phấn đấu chịu khó để vươn lên. Thôi thì quận 6 với quận nhất nó cũng gần sạch thà. Chạy xe cái qua liền. Dạ. Nụ cười cũng tươi, gu thẩm mỹ chỉnh chu, cái quần với đôi giày hợp lý với nhau. Không nhớ là không vô thôi. Trời ơi, quá được nha. Thôi giờ đi chợ mua gì về đây nấu ăn rồi dạ. Nói chuyện coi sao. Dạ. Trước khi đi nè, ngắm hai con gái của má nè. Nha đó, thấy đẹp không, dễ thương không? Ủa rồi con biết đứa nào Thi đứa nào Thư không con? Thi là bạn áo trắng và Thư là bạn áo đen. Vậy giữa Thi và Thư là con cảm thấy con ấn tượng với bạn nào hơn? Dạ con ấn tượng với bạn Thi. Có một cái gì đó nó nhẹ nhàng hơn, nó không có cá tính mạnh bằng Thư. Tại vì bé Thi nhìn ở đây á thì nhìn cái nét nó dịu dàng, mà con trai thì khoái cái nét dịu dàng, Thư thì cá tính. Nhưng mà chị ngồi kế bên Thư thì Thư rất là xinh. Thư nói là mấy anh trong đây ai cũng thích chị Thi hết. Vậy chị ơi, chị làm ơn giới thiệu giùm em mấy anh quay phim đằng sau lưng. Nãy bé Thư có nói vậy, cho nên mấy đứa quay phim ơi yên tâm nha. Có ai thích bé Thư không, giơ tay cái nè. Ôi quay phim mép máy 1m8 đẹp trai luôn, công việc ổn định, cao 1m8 mà rất là hiền lành dễ thương luôn nha. Thôi thì mời vô phòng đóng cửa lại. Mời, xin mời em. Mời, mời em. Mời quý vị nhảy lao trong nhập kết thúc, chúng tôi sẽ trở lại ngay.
số tình yêu. Và không biết là hai cô gái của chúng tôi có bị dao động cái phần ấn tượng của mình hay không? Thi trước đi ha. Em thì vẫn ấn tượng anh số 4. Mời giữ đèn của số 4. Mời Thư. Em vẫn ấn tượng với anh số 1 ạ. Dạ, vẫn là anh số 1. Trước khi gặp gỡ anh số 3, mời hai em lên sân khấu quay mặt ngược lại đây để cho khán giả được coi hình thiệt của ba anh chàng. Mời hai em. Mời màn hình. Trời đẹp thiệt. Số 1 sao nè? Số 3 sao nè? Số 4 sao nè? Các em thấy không? Hú hồn luôn. Mời tắt màn hình, mời hai em về chỗ. Có muốn đổi nữa không? Em vẫn giữ quyết định của mình ạ. Vẫn giữ quyết định? Dạ, em vẫn vậy. Em chung thủy. Rồi, mời gặp gỡ số 3. Phải nam châm đâu mà hút này hút nọ. Thế vậy mà nụ cười ấy vẫn cứ thu hút anh. Lâu lắm rồi mới thấy tim mình loạn nhịp đến như này em ạ. À. Anh gắng hỏi, gắng kiếm tìm cho ra một đôi sợi dây tần số trùng nhịp và tặng em cả một đôi phút nghệ thuật ngẫu hứng. Nhưng em chọn làm bạn, kết thúc mở cũng là vừa đủ để chúng ta bắt đầu một mối nhân duyên. Đẹp trai Hàn Quốc luôn, hơi thiếu may mắn chút xíu. Nhưng mà không sao, đó là cảm nhận của hai bạn nữ ở đây. Phải rung cùng tần số nó mới quyết định. Qua đây thì em có muốn chia sẻ về cái mong muốn tìm được một người phụ nữ như thế nào không? 26 tuổi thì cũng không có quá là già nhưng mà... Anh hiểu, em đừng có nói câu đó nữa, ok. Dạ, nhưng mà em cũng già trong tình cảm lắm rồi. Cho nên là đối với em thì cái người mà em cần nhất giờ là sự chân thành thôi. Còn ngoại hình thì không quan trọng cho lắm. Em cũng xin chúc cho hai bạn nữ sẽ tìm được một nửa mảnh ghép của mình. Cảm ơn em đã có mặt ngày hôm nay nha. Cảm ơn em. Và bây giờ là vòng 3, vòng khám phá điện thoại của hai bạn nữ. Bí mật của nàng, xin mời. Bây giờ mời màn hình của Thư trước đi ha. Có cái app chụp hình nào ảo diệu không? Dạ em không luôn ạ. Không hả? Tại đẹp thiệt, chụp thiệt có đúng không? Đa số em xài là em chụp, em sẽ đăng hình bằng máy cơ là chủ yếu. À, em thích chụp hình bằng máy cơ luôn. Dạ vâng. Bạn số 1 ơi, bạn có muốn chúng tôi khám phá điều gì giùm bạn không? Dạ, em muốn khám phá danh bạ của bạn. Có ba nè, chị Hai nè, chị My nè. Hết rồi, anh Long, anh Sơn, anh Hân. Anh đã khám phá giùm em danh bạ rồi nha. An toàn nha, bạn số 1 ơi. Dạ. Nếu như mà bây giờ anh đề nghị vào Facebook thì em có ngại không nhỉ? Dạ, được ạ. Tất cả các bạn trai yêu dấu đây, Trần Thị Anh Thư, cứ vào kết bạn. Ai đấy? Dạ, anh này là khi em tham gia cái chương trình kia gặp người quen chụp hình. Ủa, cái này tóc ngắn. Em vui vui lên á. Bận áo dài đâu rồi cái nón vậy? Cái này là show em diễn. Đẹp luôn, bé này xinh quá, mặt sáng, chụp hình đẹp. Qua bé Thi đi, mở màn hình lên coi nè. Ai đẹp vậy? Thi hả? Dạ, cái này là em tự make up xong rồi anh photo, anh chụp rồi anh chỉnh. Cái này là make up nhẹ nhàng á. App gì đặc biệt cho công việc không? Đặc biệt trong công việc là có những cái app chỉnh hình. Phần mềm viết kịch bản. Dạ, tại lúc trước là em có một cái nhóm bạn làm phim, xong rồi em là người chịu trách nhiệm mà nghĩ những cái kịch bản. Phim ngắn hả em? Dạ, phim ngắn. Cái anh đạo diễn thì anh chỉ cho em cái phần mềm này. Cho chị có hình ảnh gia đình đi. Dạ, gia đình của em thì ba với mẹ em không có chụp nhiều, mà em chỉ chụp em của em thôi. Đâu em đâu? Bây giờ chị, em có một cái video em với bé. Được chứ, cái gì cũng được. Có mấy anh em bé? Dạ, em có một bé em gái nhỏ năm mấy tuổi. Dạ, 5 tuổi. Dạ, đây. Đó, trời ơi, thấy cưng quá vậy. Bé xinh quá à. Còn nói gì nữa? Thông tin đầy đủ hơn. Hỏi. Hồi nãy có nghe thông tin là Thi có tham gia một vài cái phim ngắn gì đó, thì bây giờ vẫn còn tham gia không? Hiện tại thì là có một cái bộ phim sitcom vài tập chuẩn bị tham gia thôi. Còn các nhóm làm phim ngắn hồi nãy Thi nói là sao? Cái đó là do bạn bè của Thi chơi rồi tập trung có đam mê trong nghệ thuật. Hưng có đồng ý cho Thi đi đóng phim không? Sao hỏi vậy? Dạ có, đối với em thì làm nghệ thuật là một điều tốt mà không có gì. Không có gì sao, không có ngại. Trong nghệ thuật thì Thi tiếp xúc rất là nhiều người, đặc biệt là có nam nữa. Cũng có nhiều bạn mà Thi thả thính á. Tính của Thi là nó rất rất là thân thiện. Ai ngỏ lời chào thì Thi cũng chào
lại, nhưng mà Thi không có bắt chuyện trước thôi. Không biết là Hương có ngại những cái việc đó không? Vấn đề đó với Hương thì không có gì hết đó. Tính cách mình thân thiện là một điều tốt, chỉ là trái tim mình đừng thân thiện thôi. Em ghen dữ không Hương? Dạ không, em không ghen. Rồi bây giờ trong cái cảnh đó, cái sitcom đó 100 tập cast rồi. Dạ. Nhưng mà có cảnh nắm tay, có đồng ý không? Dạ đồng ý. Đó là công việc thì mình phải tôn trọng thôi. Anh hỏi giùm bạn Hương một câu nè, trong trường hợp hai bạn đến được với nhau á, thì em bớt thân thiện bằng tin nhắn được không? Dạ cái đó là được, tại vì khi mà em chưa có người yêu á thì em có quyền. Dạ, nhưng mà khi đã xác định một người rồi thì em sẽ nói chung là hạn chế, nghĩa là không nhắn tin luôn. Khi mà mình đã tuyên bố là mình có bạn rồi mà người khác vẫn nhắn tin cho mình thì cái người đó cũng không đàng hoàng. Dạ. Còn nếu nhắn tin công việc vui bình thường thì anh em mà. Dạ. Nên là không có ghen nha em. Dạ. Ha, phải tin nhau. Bây giờ để hai ảnh suy nghĩ và hai ảnh xin phép được xem hai cái điện thoại của hai đứa em. Mời hai bạn. Và trong lúc đó xin phép được nghỉ giải lao trong vòng ít phút. Mời hai em bước xuống đó và hai anh chàng kia sẽ bước ra. Mời Thư Thi. Rồi bây giờ cả nhà mình ha, đếm ngược 10 Thư thì Thư thích lái xe mô tô chứ không thích ngồi sau. Mình sẽ ngồi sau cho bạn lái ha. 4, 3, 2, 1. Có mà. Có gọi. Nghe liền. Nghe. Alo. Anh không học ngôn cho lắm nên là anh nói ngắn lại một tí. Cảm ơn em đã chọn anh là tần số của em. Anh nghĩ là anh cũng cùng tần số với em rồi. Rồi quay lại. Đúng rồi. Quay qua nói với bạn gái một câu gì đi nè. Anh là một người không nói nhiều nên là anh sẽ làm nhiều hơn nói. Xin nắm tay cũng được. Xin phép em cho anh nắm tay em cả. Đó. Bên đây mình thì không biết là Thi đang cảm giác như thế nào. Dạ, hồi hộp. Nói với anh câu đi Thi. Dạ, Thi muốn nói với Hưng là nếu như mà Hưng không gọi cho Thi á thì hy vọng là sau chương trình thì chúng ta sẽ có một thêm một cái tình bạn. Còn nếu như mà Hưng gọi cho Thi á thì hy vọng cũng sau chương trình chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một kỷ niệm đẹp. Bắn tim. Thấy thương quá, có ái vụ bắn tim nữa. Bắn ngược hay sao? Ừ. Rồi bây giờ thì mời bạn đưa điện thoại lên phía trước nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đếm. 4, 9, 8, 7, 6, 5. Trong trường hợp hai bạn đến được với nhau á, thì em bớt thân thiện bằng tin nhắn được không? Dạ, cái đó là được. Tại vì khi mà em chưa có người yêu á, thì em... Có quyền. Dạ, nhưng mà khi đã xác định một người rồi thì em sẽ nói chung là hạn chế, nghĩa là không nhắn tin luôn. 4, 3, 2, 1. Alo. Rồi quay lại nhìn nhau nè. Bước lên, nhìn thẳng vô mắt bạn gái. Anh đã mua sẵn hai vé xem phim. Cảm ơn Thi đã tin tưởng và chọn Hưng. Duyên đã tới thì có gì chúng ta sẽ tìm hiểu nhau và sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp hơn. Đó,
trời ơi, thấy cưng không? Mỗi lần thấy nắm tay là thấy vui vui rồi. Đẹp quá trời luôn, làm như cái duyên số. Bận áo trắng cái gặp người áo trắng, bận áo đen cái gặp người áo đen. Cả nhà mình mặc đồ giống nhau luôn ha. Món quà của ban tổ chức làm bằng thủy tinh, cho nên mong hai em giữ nó. Hai cặp hôm nay rất là đẹp, tiến xa hơn nữa. Và chương trình của chúng tôi sẽ được phát vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Bi thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi nghe lỏm bên trong đó, anh chàng này chắc hát hay quá, ca sĩ hả? Dạ, em đi hát với dẫn chương trình. Bắt đầu số sau em dẫn chung chị được không? Có người khác ghét ở đây rồi đó. Cất đi, già lắm tuổi rồi. Kế bên đi kìa, đẹp trai có cái đầu bạc giống tôi quá. Giới thiệu đồ nét về bản thân nào. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Trường Giang, năm nay em 25 tuổi và công việc hiện giờ của em đang là tổng giám đốc của một nhãn hàng mỹ phẩm. Chị bắt đầu không thích. Ủa sao vậy? Tại vì cái nào có sự cạnh tranh. Nhưng mà dòng sản phẩm